Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí thứ trưởng, đồng chí đại diện các ban ngành trung ương, thưa quý vị tác giả của các công trình được giải thưởng hôm nay. Hôm nay tôi rất vui mừng cùng các vị đến dự lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2013, trao giải thưởng sáng tạo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Quốc vàng Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Thay mặt cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thay mặt cho 90 triệu đồng bào cả nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích của các nhà khoa học, nhà sáng tạo là tác giả của 33 công trình được trao giải thưởng hôm nay. Đây thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa sáng tạo của 90 triệu người dân nước Việt Nam chúng ta. Ba mươi ba công trình rất ý nghĩa, vì như vậy bình quân 3 triệu người dân mới có một người là tác giả được trao giải thưởng hôm nay. Chúng tôi xin biểu dương Quỹ Vibotech, Liên hiệp Cơ hội Khoa học Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ ngành, địa phương đã phối hợp tổ chức tốt giải sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm nay. Thưa các quý vị và các bạn, trải qua 19 lần tổ chức giải thưởng từ năm 1995, Quỹ Vivotech là cơ quan thường trực giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam đã nhận được gần 2.000 công trình đăng ký tham gia và chúng ta đã trao giải cho 650 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu của cả nước. Bình quân mỗi năm có 100 công trình tham gia giải và 34 công trình được trao giải. Những công trình được trao giải thưởng 19 năm qua góp phần làm rõ hơn, khẳng định con đường của đất nước chúng ta. Một nước thu nhập đầu người còn thấp, hạ tầng còn thấp, nhưng vẫn có thể làm chủ được công nghệ ngày càng tiến đến hơn, góp phần tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Chúng ta đã được giới thiệu khái quát về những sản phẩm được trao giải thưởng cao hôm nay như ứng dụng tự động hóa trong thiết kế công nghệ, tổ chức thi công tàu vận tải tổng hợp kiêm tàu quân y của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Chúng ta đã nghe giới thiệu về nghiên cứu thiết kế chế tạo tổ máy biến áp điện lực 3 pha 50 kV của tác giả Nguyễn Thị Nguyệt và Cộng sự thuộc Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh, Hà Nội. Có một bình luận cuối cùng khi giới thiệu công trình này, đó là với sự nghiên cứu, thử nghiệm, sáng tạo nhiều năm, thì giờ đây Việt Nam là nước duy nhất trong 11 nước ASEAN tự chủ về công nghệ thiết kế chế tạo được biến áp 500 kV và là một trong 12 nước trên thế giới làm được việc công việc này. Chúng tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng ta cũng nghe giới thiệu về giải pháp đạt giải nhất về công nghệ sinh học ứng dụng phục vụ sản xuất là nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản thóc đóng trong bao môi trường áp suất thấp của tác giả Thạc sĩ Nguyễn Văn Quý và Cộng sự thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa. Công trình này giảm hao hụt 0,19%, đặc biệt tăng thời gian bảo quản từ 24 tháng lên 30 tháng và giữ được chất lượng cao, do đó khi bán thóc thì riêng năm 2022 đem lại lợi là 1 tỷ đồng do bán được giá cao hơn. Những kết quả nói trên khẳng định rằng chúng ta cần khoa học kỹ thuật, thế giới cần khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta phải đi bằng con đường của Việt Nam. Chúng tôi xin nêu ví dụ, các nước phát triển đầu tư ngày càng nhiều cho khoa học kỹ thuật. Chúng ta đi theo con đường này, nhưng không thể đạt được bằng cách làm như họ. Ví dụ, năm 2012, nước Mỹ đầu tư 453 tỷ cho nghiên cứu khoa học. Với 330 triệu dân, bình quân đầu người, họ chi 1.352 đô la. Nhật Bản 127 triệu dân thì chi 148 tỷ cho khoa học công nghệ. Bình quân đầu người 1.165 đô la. Chúng ta trong điều kiện xuất phát kinh tế còn thấp, quy mô còn thấp, mặc dù cố gắng nhưng chúng ta chi khoảng 2 tỷ đô la một năm cho khoa học công nghệ.
Như vậy so với Nhật Bản 148 tỷ thì một năm họ chi bằng chúng ta 70 năm. Còn nếu theo mức chi đầu người của chúng ta 22 đô la một đầu người thì so với Nhật Bản họ chi cao hơn chúng ta là 50 lần. Điều đó đặt ra chúng ta phải tìm con đường của Việt Nam để tiếp thu làm chủ khoa học công nghệ mà vẫn tạo ra sản phẩm cạnh tranh. Và chúng ta cũng thấy rằng có phải chỉ có những nước giàu nhất, đầu tư nhiều nhất cho khoa học công nghệ mới tăng trưởng kinh tế cao nhất không? Còn những nước nghèo hơn, đầu tư ít hơn thì tăng trưởng thấp hơn không? Báo cáo quý vị là 30 năm qua, thế giới chứng minh xu hướng ngược lại. Từ năm 90 đến năm 2013, thì 35 nước phát triển nhất trên thế giới tăng trưởng kinh tế bình quân 2,21%. Còn khoảng 80 nước còn lại nghèo hơn trên thế giới thì tăng trưởng bình quân 5,06%, gấp 2,28 lần các nước phát triển. Như vậy rõ ràng không phải cứ nghèo không có con đường đi lên, không phải cứ giàu thì cứ tăng trưởng cao mãi. Đây là thực tế 30 năm qua trên thế giới đã chứng minh cho chúng ta. Và nhiều nước như Trung Quốc hay như Việt Nam chính đang đi con đường của mình, dù chưa phải khoa học công nghệ tiên tiến nhất thế giới, dù chưa phải đầu tư cao nhất, vẫn tạo được sự tăng trưởng cao hơn. Với tinh thần đó, chúng tôi hết sức hoan nghênh năm 2014, Bộ Khoa học Công nghệ, Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cùng các đoàn thể tiếp tục tổ chức cuộc thi Giải sáng tạo khoa học công nghệ năm nay. Tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi tin rằng cuộc thi năm nay cũng góp phần làm sáng tỏ hơn cơ chế nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của chúng ta, cơ chế biến năng lực khoa học công nghệ trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, góp phần thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Thay mặt cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin một lần nữa chúc mừng các nhà khoa học, các nhà quản lý và chúc các vị khách quý, các bạn có mặt tại đây và qua các vị gửi tới đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, góp phần đưa đất nước chúng ta tiếp tục đi lên, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ 11. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, lên phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014. Kính thưa giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa giáo sư Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu tham dự lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng được thay mặt cho Bộ Khoa học Công nghệ, một trong các cơ quan đồng tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, xin gửi tới các tác giả, đồng tác giả các công trình được giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2013 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các nhà khoa học, các tập thể khoa học tiếp tục có những sáng tạo mới, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước chúng ta. Kính thưa các đồng chí, có thể nói khoa học công nghệ của Việt Nam trong những năm qua đã có bước phát triển rất mạnh mẽ. Và tôi phải cảm ơn các nhà khoa học, trong đó có những người được giải thưởng ngày hôm nay, đã góp phần làm cho vị thế khoa học Việt Nam của chúng ta có được một vị thế cao hơn. Nếu như chúng ta biết rằng về vị thế kinh tế, chúng ta xếp thứ 132 trên 142 quốc gia mà Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới xếp hạng, thì vị thế về đổi mới sáng tạo, tức là trình độ phát triển khoa học công nghệ của chúng ta, được xếp hạng thứ 76, cao hơn rất nhiều so với thứ hạng kinh tế.
và trong 37 quốc gia có thu nhập ở mức trung bình thấp tương đương như chúng ta, dưới 3.000 đô la Mỹ một đầu người, thì Việt Nam chúng ta xếp thứ 7 trên 37. Có nghĩa là 30 quốc gia khác có thu nhập xấp xỉ hoặc cao hơn chúng ta thì còn xếp hạng sau Việt Nam. Đây là một cái thông tin mới nhất của năm 2013 và tôi vui mừng báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và toàn thể các vị đại biểu. Đây chính là công lao của những người làm khoa học Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, những vất vả của chính mình và với mức đầu tư còn rất thấp của nhà nước và xã hội như Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân vừa thông báo, thì chúng ta có quyền tự hào về nền khoa học công nghệ của chúng ta. Tôi cũng xin phép được thay mặt cho Bộ Khoa học Công nghệ, một trong 4 cơ quan tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, long trọng phát động cuộc thi giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2014. Và năm nay chúng ta vẫn tiếp tục 6 lĩnh vực mà các giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam những năm qua đã tổ chức. Đó là lĩnh vực cơ khí tự động hóa, lĩnh vực vật liệu mới, lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử truyền thông, lĩnh vực bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Chúng tôi tin tưởng các nhà khoa học Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ hưởng ứng tích cực cuộc thi năm 2014. Cùng với chúng tôi sẽ được chúng ta sẽ gặp nhau trong lễ công bố tôn vinh giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2014 vào dịp này năm sau. Cũng xin phép được thay mặt cho Bộ Khoa học Công nghệ một lần nữa kêu gọi các nhà khoa học cùng đồng tâm hiệp lực, phát huy sức sáng tạo của mình, phát huy truyền thống sáng tạo của người Việt Nam chúng ta, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ mới, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Và chỉ ít ngày nữa thôi, lần đầu tiên giới khoa học Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, được quy định tại Điều 7 của Luật Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2013. Chúng tôi mong các nhà khoa học hãy hưởng ứng tinh thần đổi mới sáng tạo của Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam và cùng với những người làm quản lý, cùng với những người yêu khoa học công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân, có nhiều thành tựu khoa học công nghệ mới, đóng góp một cách xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin kính chúc đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp khoa học của mình. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quân đã luôn quan tâm và có những ý kiến chỉ đạo sát sao tới giải thưởng nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Kính thưa quý vị, và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, ca khúc mang tên Đất nước chọn niềm vui với phần trình diễn của Tam ca Lá đỏ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong một ánh sao vàng rừng cây tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dần về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông rạo rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành đồng ơi sắt son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Ôi,
đoàn thắm nao nức đất nước. Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn reo vang hát ca một đời Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá nhiều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tắc đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn ca non sông thống nhất rạng rỡ. Trong muôn ánh sao vàng rừng cứ tung bay rộn ràng và mệt say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông rào rực, sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi sắt son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Ta muốn reo vang hát ca một đời Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tắc đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đăng những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn cờ non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam. Thưa quý vị, để có được thành công của giải thưởng, chúng ta cũng phải cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức cá nhân xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến giải thưởng. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần trao bằng khen của ban tổ chức cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến giải thưởng. Chúng tôi xin mời các đơn vị và cá nhân có tên sau đây sẽ lên sân khấu nhận bằng khen. 9 đơn vị và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Chúng tôi xin mời đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. Xin mời đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa. Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa. Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long. Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội. Xin được kính mời 12 cá nhân. Xin mời ông Đinh Quốc Luật, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Bình. Xin mời ông Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội. Xin mời ông Nguyễn Đôn Tuân, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Xin mời ông Lê Duy Tiến, Phó trưởng ban tổ chức giải thưởng. Xin mời ông Đỗ Việt Trì, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Vĩnh Phúc. Xin mời ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc liên doanh Việt Nga Vietso Petro.
Xin mời ông Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Xin mời ông Cao Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro. Xin mời ông Nguyễn Văn Tân, trưởng phòng sau đại học kiêm trưởng khoa Quản trị Kinh tế Quốc dân Trường Đại học Lạc Hồng. Xin mời bà Hà Hoàng Yến, trưởng phòng hành chính tổng hợp quỹ Vifotech. Xin mời ông Phạm Thanh Toàn, Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Và xin mời ông Phạm Hùng Sơn, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, Chủ tịch quỹ Vifotech sẽ cùng lên sân khấu để trao bằng khen cho các đơn vị và các cá nhân đã đóng góp, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến giải thưởng. Cảm ơn đại diện của các tổ chức cá nhân và xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trao bằng danh dự và kỷ niệm chương cho các tổ chức cá nhân có tên sau đây. Đầu tiên chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Lạng Sơn, xí nghiệp Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Xin kính mời ông Hồ Mạnh Hùng, Cục Phó Cục Hậu Cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Xin mời ông Lê Xuân Lý, Chính ủy Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Xin mời ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro. Xin mời ông Cao Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro. Và xin kính mời ông Trần Mạnh Hà, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Chúng tôi cũng xin kính mời tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Vifotech sẽ lên trao bằng danh dự và kỷ niệm chương cho các tổ chức cá nhân